Chương 21. Đức Chúa Giêsu vừa ngó lên, thấy những kẻ giàu bỏ tiền lễ vào dương, lại thấy một mụ quá nghèo bỏ vào 2 đồng tiền. Ngài phán rằng: Quả thật ta nói cùng các ngươi, mụ quá nghèo này đã bỏ vào nhiều hơn hết mọi người khác. Vì mọi người kia đều lấy của dư mình mà làm của dâng, nhưng mụ này thiếu thốn mà đã dâng hết của mình có để nuôi mình. Có mấy người nói về đền thờ, về đá đẹp và đồ dâng làm rực rỡ trong đền thờ. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Những ngày sẽ đến, mọi điều các ngươi ngó thấy đây sẽ không còn một hòn đá nào trồng trên hòn đá khác mà không đổ xuống. Họ bèn hỏi Ngài rằng: Lạy Thầy, vậy việc đó chừng nào sẽ xảy đến, và có điểm gì cho người ta biết rằng việc gần xảy đến không? Ngài đáp rằng: Các ngươi hãy giữ, kẻo bị cám dỗ, vì có nhiều người sẽ mạo danh ta mà đến, và nói rằng: Ấy chính ta là Đấng Christ, thì giờ đã đến gần. Các ngươi đừng theo họ. Lại khi các ngươi nghe nói về giặc giã loạn lạc, thì đừng kinh khiếp, vì các điều đó phải đến trước, nhưng chưa phải cuối cùng liền đâu. Ngài cũng phán cùng họ rằng: Dân này sẽ dấy lên nghịch cùng dân khác, nước nọ nghịch cùng nước kia, sẽ có sự động đất lớn, có đói kém và dịch lệ trong nhiều nơi. Có những điềm lạ kinh khiếp và dấu lớn ở trên trời. Song trước những điều đó, thiên hạ sẽ vì cớ danh ta mà tra tay bắt bớ các ngươi, nộp tại các nhà hội, bỏ vào ngục, kéo đến trước mặt các vua và các quan tổng đốc. Điều ấy xảy ra cho các ngươi để làm chứng cớ. Vậy các ngươi hãy nhớ kỹ trong trí, đừng lo trước về sự binh vực mình thế nào. Vì ta sẽ ban cho các ngươi lời lẽ và sự khôn ngoan mà kẻ nghịch không chống cự và bẻ bác được. Các ngươi cũng sẽ bị cha, mẹ, anh em, bà con, bạn hữu mình nộp mình, và họ sẽ làm cho nhiều người trong các ngươi phải chết. Các ngươi sẽ vì cớ danh ta bị mọi người ghen ghét, nhưng một sợi tóc trên đầu các ngươi cũng không mất đâu. Nhờ sự nhịn nhục của các ngươi mà giữ được linh hồn mình. Và khi các ngươi sẽ thấy quân lính vây thành Jerusalem, hãy biết sự tàn phá thành ấy gần đến. Lúc đó, ai ở trong xứ Giu-đê hãy trốn lên núi, ai ở trong thành phải đi ra ngoài, ai ở ngoài đồng đừng trở vào thành. Vì những ngày đó là ngày báo thù, hầu cho mọi lời đã chép được ứng nghiệm. Trong những ngày ấy, khốn cho đàn bà có thai và đàn bà cho con bú, vì sẽ có tai nạn lớn trong xứ và cơn thạnh nộ nghịch cùng dân này. Họ sẽ bị ngã dưới lưỡi gươm và sẽ bị đem đi làm phu tù giữa các dân ngoại. Thành Jerusalem sẽ bị dân ngoại dày đạp, cho đến chừng nào các kỳ dân ngoại được chọn. Sẽ có các điểm lạ trong mặt trời, mặt trăng cùng các ngôi sao, còn dưới đất, dân các nước sầu não rối loạn vì biển nổi tiếng om sòm và sóng đào. Người ta nhơn trong khi đợi việc hung dữ xảy ra cho thế gian thì thất kinh mất vía, vì các thế lực trên trời sẽ rúng động. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy con người dùng đại quyền đại vinh mà ngự đến trên đám mây. Chừng nào các việc đó khởi xảy đến, hãy đứng thẳng lên, ngước đầu lên, vì sự giải cứu các ngươi gần tới. Đoạn, Ngài phán cùng họ một lời ví dụ rằng: Hãy xem cây vả và các cây khác. Khi nó mới nứt lộc, các ngươi thấy thì tự biết rằng mùa hạ đã gần đến. Cũng vậy, khi các ngươi thấy những điều ấy xảy ra, hãy biết nước Đức Chúa Trời gần đến. Quả thật ta nói cùng các ngươi, dòng dõi này chẳng qua trước khi mọi sự kia chưa xảy đến. Trời đất sẽ qua, song lời ta nói sẽ không qua đâu. Vậy, hãy tự giữ lấy mình, e rằng vì sự ăn uống quá độ, sự say sưa và sự lo lắng đời này làm cho lòng các ngươi mê mẩn chăng, và e ngày ấy đến thình lình trên các ngươi như lưới bủa. Vì ngày đó sẽ đến cho mọi người ở khắp trên mặt đất cũng vậy. Vậy, hãy tỉnh thức luôn luôn và cầu nguyện để các ngươi được tránh khỏi các tai nạn sẽ xảy ra và đứng trước mặt con người. Và ban ngày, Đức Chúa Giêsu dạy dỗ trong đền thờ, còn đến chiều, Ngài đi lên núi gọi là núi Olive mà ở đêm tại đó. Vừa tảng sáng, cả dân sự đến cùng Ngài trong đền thờ, đặng nghe Ngài dạy.